trâu khoảng 30 con. Rất là nhiều. Nhìn rất là thích mắt. Trâu này là nằm đang ăn cỏ ở một cái bãi cỏ gần trên địa bàn của huyện Gia Lộc của tỉnh Hải Dương, ở ngay bên sát bên cạnh điểm xuống lên xuống của đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Cách trung tâm thành phố Hải Dương khoảng độ 5 cây số. Tuyệt vời, không có gì phải nói.